Bích Tư về quê không 200 cây hết. Wow, tới rồi, tới rồi. Trời ơi, mừng quá, cuối cùng đã đúng địa chỉ rồi. Ơ, có ở nhà không? Ơ hơ, ơ hơ. Chị, làm gì la hét sùm vậy? Hả? Chị mà la nữa tôi kêu văn phòng bác à. À, không, trời ơi, xin lỗi nha, không thấy ông anh ở đây. Nãy giờ thấy mặc đồ xám xám, xanh xanh á. Tưởng cây xương rồng lớn, đứng cái bên 1, 2, 3, 4, chậu xương rồng nhỏ. Trời, mắt chị bị gì vậy? Nghĩ sao nhìn tôi ra cây xương rồng? Trời ơi, người đàn ông gai góc quá hà, thấy không? Chị vô đây tìm ai? Dạ, em tới đây, em kiếm chị Linh Chi. Dạ. Ủa, kiếm Linh Chi hả? Dạ. Là gì của Linh Chi vậy? Em á hả? Em là em họ ruột của chị Linh Chi. Họ ruột là sao? Là em họ, dạ tức là em họ thôi nhưng mà thân nhau như ruột vậy đó. Ủa nếu là em thì giờ là chị mấy tuổi? Trời ơi, người ta vừa mới nói em là em ruột mà tự nhiên hỏi chị là sao em buồn dễ sợ luôn á. Vậy em mấy tuổi? Em á hả, tuổi em vừa tròn đôi mươi 18, em cài mái tóc dịu dàng, đi từng bước nhịp nhàng hồi nãy đi vô đó. Hai số đôi mươi 18 thì là mấy? Số nào? Dạ em thì em chọn 18, vậy chứ anh chọn số nào? Chắc là 20 quá. Anh đúng rồi đó. Em mới 20 tuổi hà, em còn trẻ lắm luôn á. Rồi giờ kiếm Linh Chi phải không? Anh biết sao không? Em với chị Linh Chi á, hồi đó còn ở trên núi á, hai chị em thân nhau lắm á. Bởi vậy người ta mới gọi là chị em họ ruột á. Trời ơi, chị Linh Chi á, chị luôn ở bên em, quan tâm chăm sóc cho em. Anh nhớ hồi nhỏ đó, em nhỏ hơn chị mà em hay bị tụi nó đánh á. Chị Linh Chi lúc nào cũng nhảy vô bệnh dục em hết đó. Ủa Bình sao? Chị vô chị năn nỉ tụi nó đừng đánh em nữa. Chị thương em vô vàng luôn á. Trời ơi, tưởng Bình sao? Dạ, vậy là có lòng lắm rồi anh. Anh biết sao không? Hồi đó em nói với chị Linh Chi là em muốn ăn bánh kẹo á. Chị Linh Chi ăn cắp tiền của ba mẹ mua bánh kẹo cho em luôn á. Thương em không? Trời ơi, cái chuyện gì cũng làm được luôn á hả? Em nói giỡn thôi. Dạ, chị Linh Chi phải người như vậy. Trời ơi, công nhận nha, gương mặt của anh á, thánh thiện dễ sợ luôn á. Em nói giỡn mà cũng tin. Hả? Chuyện vậy cũng làm nữa hả? Trời ơi, thật thà quá à. Anh biết sao, cuộc đời này á, có nhiều bão tố, nhiều cạm bẫy, nhiều sự lường gạt lắm. Anh đừng có dễ tin người như vậy nha. Ừ. Anh, em hỏi thiệt nha, anh có tin em là em họ ruột của chị Linh Chi không? Không. Ủa sao vậy? Thì đấy, nói bị gạt rồi, ngu sao nói lại nữa. Thôi, anh học nhanh thiệt luôn á. Như vậy thì trong con mắt của anh, em là gì của chị Linh Chi? Là cô. Trời ơi, em tin luôn á. Nãy anh nói là tụi em như trời đâu mà mình tả. Và anh nói là cô làm sao em buồn á, em giận ghê luôn á. Thôi được rồi, giờ kiếm Linh Chi đúng không? Dạ. Linh Chi ơi, có người kiếm em ơi. Dạ, em nghe. Ủa, anh Thiên Tài kêu em gì vậy? Cô em kiếm rồi. Trời ơi. Ủa, mẹ chị. Trời ơi, em nhớ chị quá đi à. Sao em lâu nay không nói chị để chị ra chị rước em? Trời ơi, nói gì nữa. Em tạo bất ngờ cho chị mà. Em tự động cuốn gói lên đây luôn. Trời ơi, cuốn gói lên luôn hả? Dạ. Hôm bữa chị nhắn cho em cái địa chỉ á, nhớ không? Ừ. Đó, tự động lên luôn. Rồi em lên đây định ở mấy ngày? Em hãy lên đây ở với chị luôn. Ở luôn? Dạ. Ủa, chị không vui à? Đâu, chị vui mà. Rồi, em không sợ tía má hả? Trời ơi, tía má em hả? Cho em đi mà. Tía má em nói hả? Đi một ngày đàn, học một sàn khôn. Ồ, dạ. Cho nên là em nhớ chị quá hà. Chị nhớ không, hồi đó ở trên núi chị em mình cùng tâm sự với nhau. Bỗng một ngày em cảm thấy cuộc đời em không thể thiếu sống chị. Thế là em cuốn gắm xuống đây ở với chị luôn. Ồ, trời, chị cũng thương em lắm luôn á. Rồi làm gì mà đi đâu mà sao đội gì bông qua rồi trên đầu không gì trời. Trời ơi, có gì đâu. Tại xe đào dừng mấy cái bến á, dừng trên bến, cái trình nắng chưa phai á, cái chợ đó người ta bán kẹp, bán nơ đẹp quá, em mua cài lên mái tóc gì đó. Rồi còn nữa không, sao không mua đổi đội lên luôn. Trời ơi, hết tiền rồi, còn nữa là mua rồi. Nhỏ này thiệt chứ.